Ok, và xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý mùa 7.5 và cùng nhau xây dựng những cái đội hình bá đạo nhất mùa 7.5 nhé anh em. Trở đây thì mình sẽ làm về một trong những cái đội hình giúp cho anh em có được cái tỷ lệ vào top khá là cao và nó cũng cực kỳ mạnh ở cái meta hiện tại nha. Đó chính là Senna kết hợp với hộ pháp carry. Đây, như anh em có thể thấy thì trận này là mình đang có hai pháo thủ, hai cùng long và hai hộ pháp. Và cái đội hình mà mình đang hướng đến đó chính là 6 hộ pháp và hai pháo thủ thôi. Không cần chơi có quá nhiều pháo thủ đâu. Uầy. Đó, kim cương luôn. Chắc là mình sẽ lấy cái kho thần tích này nhá. Ô. Chắc là mình sẽ lấy cái thiên cực kiếm đi. 60% tỷ lệ chín mạng cũng thêm 50% sát thương chín mạng. Trang bị này thì sẽ giúp cho Senna của chúng ta sẽ sốc đam một cách lực hơn. Và những trang bị chuẩn cho Senna thì mình hay sử dụng đó chính là cuồng đao, vũ cực và dịch khổng lồ. Dịch khổng lồ thì chúng ta có thể khắc chế những thanh niên nào mà nhiều máu. Đấy, còn tùy trường hợp nữa. Nếu như mà gặp nhiều kỵ sĩ quá thì anh em mình có thể lắp một cái cung xanh cho AP để có thể cover cũng được. Mình sẽ lắp thêm cái lời thầy hậu vệ này đi. Tại vì đầu game thì có cái lõi chơi những cái trang bị mà búp cho đồng đội nó sẽ được tăng thêm những cái chỉ số. Uầy, tất cả trưởng lên xin dùng một phát thằng xe nàng sau của mình gần hẹo luôn. Đùa tôi à? Ghê gớm nhở. Rồi ôi, may sút phát thằng đằng sau gần hẹo luôn à. Tỷ này có vẻ như võ công khá là tầm hậu đây. Bạn thấy chắc là chơi chỉ Minh Đồng lên xin rồi. Rồi Senna. Kỹ năng của Senna khi mà ở cột mốc 3 sao thì ở phiên bản hiện tại thì cũng đã được ở mức sức mạnh, cũng như là đám hộ pháp của chúng ta sẽ cũng đã được búp ở cái hai cột mốc đó chính là ở 6 và 8. 6 và 8 thì chắc là ít ai chơi 8 hộ pháp lắm. Chắc là chỉ chơi cột mốc 6 là cùng. Mà 8 hộ pháp thì nó cũng không khoai lắm đúng không? Mà lên được rồi thì mình sẽ bọc kiểu chắc tỉ giáp luôn quá. Rồi, bạn nhiều quá. Bạn này thì chơi kỵ sĩ, đã có cho mình được COU khá sớm. Cái bài mà COU kết hợp với Seven hiện tại cũng đang rất mạnh và được nhiều anh em cao thủ sử dụng. Mình để xem là chúng ta chơi cái bài Senna này, nó khá là dễ chơi. Để xem là có thể giành được vị trí top mới nha. Uầy, bắn kìa. Làm khá thốn. Senna 3 thì nó sẽ được tăng rất là nhiều sát thương anh em ạ. Từ những cái cú chói của nó. Mà sát thương nổ ra thì những cái vị tướng xung quanh thì cũng bị ăn đam thêm. Rất khó chịu. Mình trận này sẽ drone tìm Senna 3 sao ở level 5. Sau khi mà lên được Senna 3 thì anh mình sẽ up cấp và kẹp thêm hộ pháp vào nha. Cũng không cần thiết đến những cái con như là rác hay là gì đấy đâu. Mà trong cái quá trình drone thì nếu như mà nó ra nhiều quá thì anh em mình lấy luôn. Không thì cũng không cần thiết. Bây giờ thì mình sẽ lấy một cái găng. Ui không lấy được rồi. Mình sẽ bị ép vậy. Tính là một cái vút bẫy để búp cho thanh niên Senna nó đỡ bị ăn cái kỹ năng á. Mà không được. Mình sẽ lấy cái tụ bạo dây kè vậy. Senna nè. Ờ, AP2, ok. Lắp luôn thủ bão nhá. Ngày mình sẽ bút thêm cho Rakan. Leona 2. Đấy, kiểu anh em mình drone tìm mà Senna mà nó ra rất là nhiều những con bậu sậu như là Leona, Braum với cả mấy con hộ pháp kiểu dễ chơi lắm, nó dễ ra lắm. Như Nasus các kiểu, trận này không thấy thằng Nasus nào. Có vẻ anh em nào cũng chơi Nasus thì phải. Bạn này thì có Vương Miện Chiến Binh Rồng. Yompai giảm sát thương đi từ 70 khi mà có dây chuyền ở trong người của nó có một cái gậy là thành 72 à. Nó cũng không hẳn là cũng được cái gì đâu. Broom chắc lắp nhiều mũ chắc là giảm sát thương nhiều lắm anh nhỉ. Rồi bạn này thì chơi Kai'Sa rồi. Kai'Sa ở bàn này thì cũng đã được bút sức mạnh tương đối. Ok. Nhưng mà nhìn chung thì chúng ta vẫn đang khá khỏe với một cái lượng máu ổn định. Tại vì đội đội hình này thì nó sẽ mạnh dần theo thời gian.
kiểu anh em mình roll nhiều ấy thì nó cũng sẽ dễ ra rất là nhiều 2 sao. Rakan này, Rakan thì không thể nào mà thiếu được. Leona 3, mình sẽ bán Braum đi nhá. Bán Braum đi lấy trang bị này cho Leona. Cái khiêu mặt trời của Leona này thì cũng giảm sát thương nhận vào khá là khủng. Đây. Bây giờ thì mới được con 5 con Senna thôi. Giảm tất cả sát thương lên bản thân 66 đam phép à. Uầy, con rắc đồ hơi kinh khủng nha. Bạn Mon này. Bạn Mon này thì cũng có kho thần tích luôn. Lấy cho mình được cái khiên thái dương. Rắc lửa xịn sò à. Senna của chúng ta tiền kinh lắm nha. Anh em đừng có coi thường Senna một tiền nha. Trời ơi, bắn kìa. Rất là kinh. Bạn Mon này còn thiếu một slot của bừa bộn kìa. Bắt vào đi nhanh lên. Không là mất stack của bừa bộn bây giờ. Bừa bộn kết hợp với kho thần tích. Cái bừa bộn này nó kiểu xịn luôn anh em ạ. Mình rất là thích chơi với cái loại bừa bộn hoặc là thông thoáng gì đấy. Chơi nó có một cảm giác rất là thoải mái. Adriel Afe này, ok, cứ bắt Afe đi. Thằng nào mà nó cứ đầu tư ra thì anh em mình cứ cho lên thôi. Để xem nào, phải sở sẽ ra chúng ta những trang bị gì đây. Nhân tiện đây thì anh em nào mà có ý tưởng gì thì hãy mạnh dạn comment lên nhá, để mình có thể làm cho anh em xem. Và sắp tới mình sẽ ra khá là nhiều những cái video giúp cho anh em leo rank mạnh ở cái meta hiện tại. Đừng quên ấn quả chuông nha. Mỗi khi mình ra video mới nhất, anh em sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Cũng như là anh em nào mà chưa tham gia group của mình thì mình có tạo một nhóm để chia sẻ về những khoảnh khắc chơi game của anh em. Anh em nào có đội hình bá đạo thì cứ đăng lên nhóm cho mọi người cùng nhau thủ đoạn nhá. Karim nè, Natsu, ấy dạ, rất là nhiều ra những cái con 1-2 tiền này anh em ạ. Con nào không chơi thì anh em mình bán vội luôn. Con nào chơi thì cứ giữ lại. Nhanh tay lẹ mắt, có rắc 3 sao. Bạn này thì có đát lửa và khu đồ hiệu. Cũng hộ pháp và pháo thủ luôn. Bạn này thì chắc là dồn đồ cho Senna hay là Afe. Nhưng mình thì mình sẽ đặt niềm tin vào Gravet với những lượng trang bị thì đường sốc đam như Afe này hơn. Ui rồi. Thấy chưa? Senna này thì nó kỹ năng của nó sẽ gây vào phía đằng sau chứ không, nó không gây vào những cái vị trí thẳng mặt của nó đâu. Chỉ bắn thẳng mặt thôi anh em chứ không gây sát thương kỹ năng nhá. Lá chắn siêu công nghệ phước lành vũ trụ đi. Mới level 5 thôi à? Nãy giờ mà trở ra thêm con Senna nữa giờ. Đây một con này. Chắc round này mình sẽ run cố tí. Cố một tí thôi. Afe này. Uầy, Afe 3 luôn. Đại trưởng. Zac. Ok, được Senna 3 rồi. Giờ mình sẽ úp cấp kẹp thêm một con Zac này vào đi. Vậy là chúng ta đã có được 4 nội pháp cũng như là 2 pháo thủ. Xếp một con lên hàng đầu như thế này thì để nó chặn sát thương nhận vào một chút. Đây, Kalisin của bạn biến thái này. Bạn này chỉ có cái lõi anh hùng thật sự. Thì nó cũng giống kiểu như là búp cho con chiến binh đồng gần nhất. Trời ơi, trói hết luôn. Lần này thì Kalisin sút không đến vị trí của Senna rồi. Ok, anh em nhớ là sau khi mà lên được Senna 3 ấy thì chúng ta nên úp cấp. Đội hình hợp pháp này thì nó mạnh ở đầu game lắm. Còn cuối game thì tôi vẫn gọi là hơi sợ cái bộ tứ long thôi. Bộ tứ long là một trong những cái đội hình kiểu như cân mọi kèo mà. Dí chứ tứ long thì chịu. Còn Natsu này thì mình sẽ để dành ở đây. Chút nữa để có thể kích hoạt nhiều thanh niên ấy hơn. Con rác này anh em này, trời ơi. Mấy con rác này nhìn kinh nhỉ. Bạn này level 7 có 8 huyễn long rồi. What the fuck? Ồ, có gì đâu.
mình roll tụt quần ở level 6 đây. Mới có được 3 gần 3 sao. Nhiều anh em hên thì những cấp độ đầu nó tự ra luôn á. Không cần phải roll nhiều đâu. Ui, con rắc này. Choáng. Ồ, cũng không xin nhê lắm. Ok. Chơi rồng thì win được nó. Đúng vậy. Chắc con Senna của chúng ta thì chắc là sợ, rất là sợ bị sốc đam anh em ạ. Kiểu như gặp sát thủ thì nó cũng hơi rén. Sát thủ thì anh em mình có cách khắc chế. Như là ở Zebra Can thì có thể cover ở phía đằng sau. Còn thứ hai thì gặp Tứ Long thì con Auxin nó kẻ mới phát thì con màu giấy này chắc cũng không thọ được. Đây, anh em cần phải có những trang bị như là máy chiếu hay là phong kiếm thì may ra mới ăn được cái đội hình Auxin. Mình mất găng rồi. Nè, thích cái găng quá. Mình sẽ lấy thay Karim 4 tiền vậy. Sức mạnh đoàn kết của tăng 33% thêm nữa này anh em này. 32 tiền để có thể lên được cấp độ 7. Mà với cấp độ 7 thì chúng ta cũng không thể nào mà chơi được 6 hộ pháp. Ui, cái Sa Ba. Nhưng mình là bạn này mình sẽ bán luôn Kama đi quá. Mình không chơi Kama nữa, mình chơi cái Sa. Cái Sa khả năng nó sẽ gọi là mạnh hơn luôn á. 2 tiền mà. Kèm thêm cho nó một chút thủy lòng nữa thì xì cho được kế lắm. Đây, Quintana chiến binh rồng kết hợp với lên xin các kiểu. Cái đội hình Gamma này bạn này cũng chỉ còn một con nữa thôi. Cũng có được Gamma 3. Bạn này thì chơi khô máu roll hết tiền luôn. Như thế thì khá là nguy hiểm. Anh em nào đỏ thì nên chơi như vậy. Còn chắc bắp thì cứ slow roll giống như mình. Ở mùa 7.5 ở meta 12.20 hiện tại thì sức mạnh của những cái vị tướng 1-2 vàng thì nó sẽ mạnh hơn luôn so với những phiên bản trước. Ezreal cũng được tăng sức mạnh. Chắc là trong cái video sau thì mình cũng sẽ làm cho anh em xem về cái đội hình Ezreal gánh team quá. Brown. Ok, bây giờ thì cứ xanh xanh úp cấp thôi. Wow, khá là sợ con Nila này. Con Nila này thì cũng kinh này. Anh em xếp sao cho Rakan đó cover cho con đấy của mình là được. COU, bạn ấy level 8 có Soraka giữ máu ổn định này. COU 2 sao, ghê gớm quá. Kinh thế. Đây, chúng ta gặp người chơi vị trí top 2. Có Pantheon 2 với cả COU 2, sai phần luôn. Đội hình Pantheon COU kết hợp với sai phần 2 rồng và 4 ngọc long. 5 ngọc long. Đội hình này hiện tại vẫn đang rất khỏe nhá. Mà hộ pháp của chúng ta cũng tương đối khó chịu. Ui, cái thằng Pantheon chặn nhiều đam nhở. Sợ thật. Nhưng chắc là mình vẫn sẽ ăn được thôi. Bắn. Ui, final nhìn mà đam kìa. Đam bao nhiêu mà nó ấy luôn anh em ơi. 17.000 sát thương rồi này. Đam khủng khiếp thật. Ồ, tam luyện kiếm à. Thế mình không cần lắm. Quyết kiếm chắc cũng không. Lại tam luyện kiếm nữa thì thôi, không được. Siêu sẻng thì vứt đi. Cái này chắc lấy được này. Bút rồng thì rất là nhiều anh em chơi AP, chắc mình sẽ lấy. Còn mũ phù thủy thì wow. Con nào thì hợp lý nhất với mũ phù thủy đây anh em? Giáp lửa thì cũng được. Sát thương vật lý. Chắc là mình sẽ làm mũ phù thủy cho Leona đi. Còn hai trang bị phòng thủ kia thì chắc là mình sẽ đây sọc 6 nha anh em nhá. Có một cái ấy lắp mũ vào. Đây, cái này thì mình sẽ lắp cho Braum đi. Nó cứng cứng cáp và dàn tanh trên một chút. Giáp lửa luôn. Ok. Cái này mình sẽ úp cấp luôn nha, kẹp thêm một thanh niên Nasus. Đây, Serakan ở vị trí bên này thì mấy con sát thủ thì nó sẽ bị Rakan khiêu khích và nó đánh. Một cái hình nộm thì cũng sẽ cover luôn. Quá được rồi.
vận dụng trang bị cũng như là save cover là chúng ta bảo vệ được Rakan xảy ra thôi. Lần này thì mình đã bị ăn một pha máy chiếu vô cực và cung xanh. Wow, không biết là ăn được bạn này không đây. Ok, ăn được luôn. Hạt quá trâu thế nhở. Bộ pháp vút rồng khó chịu thực sự. Ở bàn này thì chiến binh được lên ngôi. Rồng pháp sư thì cũng đã bị giảm sức mạnh tương đối. Mắm mắm pháp sư thì cũng đã bị nớp. Cho nên là hộ pháp là thời đại thôi. Kama thì tôi thấy cũng không bị giảm nhiều lắm. Trong cái đấy lại búp chiến binh rồng với cả cái xa cơ, khó hiểu. Cho này vào xem nào. Wow, một cái trang bị giáp đại hãn này cũng ngon. Sẽ giúp cho chúng ta có được thêm một vài tiền. Đây đi. Pháo thủ, khu đồ hiệu và sách chọn ấn. Nhưng mình làm bạn này thì mình sẽ chơi đội hình tứ long thay vì Gravet các kiểu như thế này. Chắc là có cái lõi mà đạn nóng cho nên anh ta quyết định chơi pháo thủ đây. Uầy, wow, chói được Gray rồi. Bắn rất lực nha. Cứ đứng sau bắn thôi. Ngàn tanh thì bao bao trâu luôn. Rồi luôn. Thành Việt sẽ là người phải tạm dừng cuộc chơi. Tuy là đồ của Gravet rất là chất lượng. 24 tiền để có thể lên cấp. Hiện tại là mình đang có 10 triệu win liên tục, cho nên mình búp cấp và giữ chuỗi luôn nhá. Búp cấp thì cũng chỉ có được 5 bộ pháp thôi, nhưng mà nó sẽ giúp cho khả năng cho đội hình của chúng ta trâu hơn. Outsin rồi này. Sợ nhất là Outsin này anh em ạ. Nó chỉ cần khè 3 phát thôi, chạm nhẹ một phát con ấy của mình thì rất là mệt luôn. Đây gặp luôn à. Trời ơi, cái gì sợ là chúng ta cứ gọi là auto gặp. Khổ thực sự. Nhưng mà lần này thì chắc là có thể ăn được. Cái mà Outsin của bạn này mới 1 sao rồi. Lấy xin xúc. Thế thì ai mà chơi đây. Ui, một pha chói đẹp kìa. Xuyên nữa thì sốc đam được Outsin. Ui, máy nó mới 1 kỹ năng luôn này. Mà con Outsin này là nó, nó ấy đấy anh em ạ. Nó mới đồ gọi là tập nham rồi đó. Nó mà kiểu sâu zin này. Tăng bổ thạch và vô cực kiếm. Ui mẹ, những cái trang bị đấy cháu chịu. Nhìn chung thì đội hình vào top thì với Senna thì có thể vào top có điểm là gọi là giúp cho anh em leo rank rồi. Mình sẽ lấy phong máy chiếu đi. Máy chiếu anh em mình còn chiếu mấy con rồng chứ. Ui, ba thằng ai đã là vãi trưởng. Mình sẽ bán Brome đi và lắp những cái trang bị đồ thủ cho Idad nhá. Đây như thế này. Giờ mình sẽ để dành tiền lên cấp 9 và kẹp thêm năng sấp vào thôi. Rồi ôi, cai xa giao điện nè. Bá cháy thế nhờ. Mình sẽ máy chiếu ở đây. Cố lên nào. Cái sai đồ khét đấy. Thần kiếm Manazane luôn. Rất đầu tư. Ui, bắn tỉa cơ. Đàn nó nổ cực đau luôn anh em. 10.000 sát thương ạ. Bây giờ là nhiều anh em chơi. Một là chơi từ long. Hai là chơi là slow roll. Nhưng mình là mình đang chơi slow roll này. Sau khi mà có đội hình hoàn thiện thì anh em mình up cấp thôi. Chẳng thêm năng suất và là hoàn toàn hợp lý. Nãy mình gặp bạn kia rồi, khả năng cao là mình sẽ gặp bạn Leo này. Nãy chưa gặp bạn Kai'Sa giao điện. Còn bạn ấy đã mình gặp rồi. Ủa, lại gặp bạn Nila. Tôi nhớ hồi nãy gặp bạn Nila rồi mà nhờ. Bây giờ gặp hai lần liên tục à.
một vòng 5 mà mình gặp hai lần liên tục. Rồi xong rồi, mãi nó vòng mò vào được vị trí của Senna rồi. Không xếp ra can cover là cút luôn á. Cho nên là anh em cần phải hết sức là cẩn thận nha. Để như mình là bị mất máu đó. Bên này thì có Soraka sớm, 6 ngọc long à. Hơi bị dư một ngọc long nhưng mà Soraka là búp máu cũng ngon. Dịch khổng lồ tại Bắc Linh Thanh và Sojin. Sojin à, Sojin chắc là ném cho Rakan, còn Đại Bác với cả Diệt thì chắc là mình sẽ ném cho Aphelios thôi. Thế là quá hợp lý. Vào wow, bãi đá để cho chúng ta tận 3 trang bị cơ. Trang bị nào thì cũng tốt cả. Mình đang cần những trang bị buff thì nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Bị buff thì thơm hơn anh em nhỉ. Ờ, chắc là round sau cấp cũng không thành vấn đề gì. Với bạn kia cấp 9 rồi, nè. Mình cấp 8 rồi. Xếp như thế này à? Tôi thấy là bạn kia có cái ấy hơi sợ đó. Chuyển sang bên này để có thể né phong kiếm anh em nha. Cái ông top 1 có phong kiếm á. Không gặp ạ. Bên này thì chúng ta cũng máy chiếu được Kama. Uầy, một chó chết con ấy rồi. Quizana rồi. Không việc còn lại thì cứ bắn tỉa thôi. Cỗ mày bắn tỉa. Rồi. Uầy, nhiều hồi nhiều máu đấy. Hôm nay có gì mà hồi nhiều máu ghê nhở. Như có phước lành hay gì đâu. Hồi máu ác thật đấy. Ok. Chuyển sang bên này để có thể đánh lừa. Đây, như này là có đội hình hoàn chỉnh này. Hơi bị thừa một kim long. Anh em mình mà có thêm ẩn kim long hay ẩn hộ pháp thì chúng ta có thể kẹp thêm một con Zui cho vào nhá. Thay vào vị trí của Braum thì cũng hợp lý luôn. Là mình không có ấn tộc hệ hay là thiệp vàng gì đấy. Chuyển anh em nhá. Ủa, cũng không gặp ạ. Này mình chỉ gặp Alcin chiến binh rồng. Thường thì tôi thấy là những người chơi Alcin chiến binh rồng thì hay xếp cho Alcin ở hàng đầu luôn. Uầy, còn bị sốc đam rồi. May quá, bắn được Alcin rồi, may quá anh em ơi. Tính tiền cho bạn này luôn. Vậy là chúng ta đã vào top 3. 2 máu, 84, 63. Ông 2 máu kia thì chắc chắn cũng sẽ bị đánh bại sớm thôi. Nhưng chưa biết là khi nào. Alcin này. Ông Mon này. Đây, hôm nay có phong kiếm Soraka nha anh em cẩn thận nhá. Còn bạn kia thì có Zoe 2 với cả con ấy. Cho nên mình sẽ gặp bạn Mon cho nên xếp cover như thế này. Đây như thế này đi. Hưởng cái tụ bão nó thành ra nó ấy hơn. Wow, gặp bản sao thôi à. Bạn nhiều quá rồi. Cứ phong kiếm, phong kiếm. Nhìn chung thì đội hình của chúng ta hơi sợ Tứ Long thôi. Còn mấy đội hình Som hay là gì này thì chắc là vẫn dễ dàng ăn được. Uầy. Bên này thì bạn Pháp Sư lại ăn được bạn Rồng cơ. Có gì hot không? Ồ, Kim Long à. Nghe Kim Long phải Zoe luôn à. Nhưng thực sự thì mình cần cái trang bị phòng thủ hơn. Trang bị thứ 5 của Kim Long nó không ra gì là anh em mình out luôn á. Cút luôn á.
Yasuo này. Anh em cứ đề phòng cái trường hợp đối thủ mạnh quá chơi Tử Long ấy. Thì chúng ta cứ bắt Yasuo 2 và kẹp thay đổi trang bị dành cho Senna nhé. Cái Senna này với các AP này thì về cuối game nó hơi đuối. Đương nhiên là những vị tướng 1-2 tiền thì nó sẽ mạnh ở đầu game và giữa game rồi. Còn cuối game thì đúng là đuối thật. Thay đổi qua bên này. Đây, chỗ này hất tung quần áo thì thật. Ồ, có vẻ không đổi hất tung kịp. Mình mới chiếu được Ahsin với cả đám rồng rồi. Wow. Bà thấy ông chặn nhiều đam nhờ. Xe nào của chúng ta bắn khá là nhiều. Ui, áo xin kìa. Thế lần này ăn được không? Mấy áo xin một chắc là ăn được. Chói được luôn này. Hai. Bên này thì thua bản sao của chúng ta luôn này. Thơm. Vậy là mình đã vào vị trí top 2 rồi anh em ạ. À. Tuyệt vời. Còn không thì với những lựa trang bị hiện tại của mình thì hơi khó để có thể xoay sang Tử Long đấy. Tại vì có vô cực thôi chứ không có các bậc thạch. Nếu mà Ahsin cầm vô cực riêng biệt thì nó hơi bị phế. Đúng không? Vô cực lại còn Sojin. Ôi, bạn này Ahsin 2 rồi vừa nói xong. À, sợ thế. Chuyển như thế này đi. À, phun rồng 2 sao à. Đồ đạc con nào này cũng chất lượng. Rồi ôi. Chói thằng Ahsin đi. Nghe một mana kìa. Anh em thấy không? Nó cứ khe một phát là mình cút mà. Ahsin này ghê quá. Xong rồi quả này bị outplay rồi. À phê bắn như cần cắn inox mà chịu. Không có vút bẫy, chắc là cũng hơi bị ấy. Bây giờ là kẹp thêm bot. Bỏ đi ấy nhé anh em nhé. Bỏ đi hộ pháp, thử xem sao. Tại vì bot với cả Rakan thì có thêm bí ẩn. Nó sẽ khả năng cũng đóng băng được đối phương được một chút, câu kéo được thêm thời gian. Mà Senna này có vẻ giấy quá nhở. Mấy bọn hộ pháp này cũng bọc giáp cho thằng em. Thì thằng em cô đơn mình không? Mang tiếng anh có vờ mình chẳng thấy có vờ gì cả. Chán thực sự. Trang bị quỷ thư này coi như là vứt đi rồi. Terra này, Aurelion Soul, Bát 2, ok. Bỏ 2 hộ pháp thôi. Bát tiếp này, Savanna. Rất là nhiều bát. Yasuo nhưng mà nãy giờ không thấy Yasuo 2. Bằng con này đi, chơi hai con bát vậy. Đảo nhẹ tí. Máy chiếu sau luôn nhá. Đây là máy chiếu rồi đấy. Không ăn được nữa thì thôi. Cà này hơi khó rồi. À, sai phần nó đốm vậy. Sai phần nó cắn con ấy của mình sớm luôn kìa. Thôi xong rồi cút luôn rồi. Để Ahsin tích đủ mana là anh em mình hẹo. Rồi cút luôn, cút luôn. Ra số 2 cái đi xem nào. Nè. Nhìn chung thì cái đội hình rồng vẫn rất là mạnh. Không có dân số 2 à. À, nực cười thật. Đây, đây, ở đây à. Này, cho nó cuồng đao đi. Mẹ, khó quá. Bản rồng này mạnh thực sự đấy anh em ạ.
Ôi, lần này thì đã đổi vị trí của Ao Xin rồi. Hè, thất bại rồi. Nếu mà thọ được một round nữa thì mình sẽ chơi liều bán hết và tìm bát. Nhưng khả năng pha này hơi khó. Ăn nhiều khống chế quá. Pawn, ok, dù gì nữa thì chúng ta cũng đã rất là cố gắng. Với bản Senna thì khả năng của top khá cao đấy anh em nhá. Giữ máu ổn.